Tọa lạc tại số T6/27 Đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An, Bình Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Nam Thái được biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu về kinh doanh các dòng xe ô tô mang thương hiệu GM Chevrolet, bao gồm các dòng xe 7 chỗ như Captiva, Orlando, dòng xe 5 chỗ Cruze, Spark, Lacetti, Avell. Với mặt bằng rộng rãi cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên sửa chữa được đào tạo theo đúng tiêu chuẩn GM Việt Nam. Công ty ô tô Nam Thái luôn được đánh giá cao về mặt chất lượng và dịch vụ. Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam. Xin gửi lời đến lực lượng kiểm ngư cũng như các ngư dân lời chúc động viên dồi dào sức khỏe để mà có cái tinh thần để mà chiến đấu giữ vững cái lãnh hải của Việt Nam. Có thể nói những đóng góp và chia sẻ chân thành của ban lãnh đạo cũng như tập thể nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Nam Thái được xem là một sự khích lệ tinh thần to lớn đối với các chiến sĩ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và ngư dân đang ngày đêm đấu tranh để giữ vững vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.